Cô mở rộng cho các bạn như sau. Các từ mang nghĩa một cách nhanh chóng trong tiếng Anh. Nào, các bạn cùng tích lũy và chúng ta sẽ thấy là một số từ đã thi đại học, đúng không? Cụm thứ nhất, quickly. Cụm thứ hai, từ thứ hai, fast. Từ thứ ba, rapidly. Từ thứ tư, shortly. Đều là những từ quen thuộc. Và một từ tỷ lệ xuất hiện nhiều trong các chứng chỉ quốc tế, promptly, đúng không? Ngoài ra, chúng ta có những cụm thành ngữ như là in the blink of an eye. In the blink of an eye, tức là nháy mắt, tức là một cách rất là nhanh chóng. Chúng ta có ballet and bows the same, đúng không? Cũng là một cách nhanh chóng, cũng là một cụm từ đặc biệt. Ngoài ra chúng ta có at the drop of a hat. Ok, ba cái này hay rồi, quá hay luôn, đúng không? Đi thi nói mà các bạn áp dụng được ba cái bạn này thì được đánh giá cao hơn rất nhiều về quỹ từ vựng. Chúng ta nói là anh ấy hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng. He completed his task. Bình thường bạn nói quickly, ok, fast, ok. Nhưng các bạn đã dùng được là by leaps and bounds, hoặc các bạn dùng in the blink of an eye, nghĩa của nó khác hẳn, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta có một số cái lưu ý với bạn shortly như sau. Shortly trong đề thi các bạn sẽ xuất hiện ở cụm từ này. Nó là shortly after, mà nghĩa là ngay sau khi. Shortly before là ngay trước khi, và cái từ này được sử dụng trong bài điền từ chữ trống rất là nhiều luôn. I saw him shortly before he died. Okay.